Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Hoạn Tướng Phong Thần của nhà hành Seamen nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tân thủ cách chơi chuẩn và cách tăng lập chiến nhanh đối với cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật màn hình ngang các bạn. Thì khi đầu tiên thì các bạn tiến hành hoàn thành cho mình cái phần hướng dẫn tân thủ nha các bạn. Thì khi bạn hoàn thành nó thì nó sẽ hướng dẫn cho bạn những cái điều cơ bản ở cái tựa game này và mở ra thêm nhiều tính năng mới, và lúc đó bạn mới có thể thao tác tự do được. Sau đó thì các bạn tiến hành nhập view code, thì bạn nhấn vào avatar nha bạn, nhấn vào phần nhập view code và tiến hành nhập view code. Thì view code đó thì mình có chia sẻ trong video trước, các bạn có thể vào đó để xem nha các bạn. Và sau đó thì bạn trở về màn hình chính, thì tại đây thì bạn sẽ thấy được là những cái phần chấm đỏ này, thì các bạn cố gắng nhận hết nha các bạn. Các có nhà chấm đỏ mà miễn phí á, thì bạn nhận hết để không bỏ lỡ cho mình những cái phần thưởng nào. Tại vì khi bạn cài chai á thì những cái phần thưởng này nó sẽ giúp cho bạn cài khá là dễ dàng hơn so với bạn không có nha bạn, không có những cái phần thưởng này. Ok. Sau đó thì tới quà nhập nha bạn. Cái gì khiêu chiến tân thủ. Bạn cố gắng đăng nhập để hoàn thành những cái nhiệm vụ như thế này nữa bạn, thì nó sẽ nhận thêm nhiều cái phần thưởng. Tiếp xúc trưởng thành thì cái gì đầu tiên là các bạn cứ nhận hết những cái này nha bạn, rồi trước thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho bạn những cái khác. Thì sẽ có khá là nhiều cái đồ miễn phí cho các bạn lựa chọn lắm bạn, thì bạn cố gắng nhận hết nha bạn. Thì sẽ có rất là nhiều như thế này, mình nhận sớm nhờ nhiều hết nữa các bạn. Kế tiếp là hàng ngày thì bạn sẽ nhận được quyển triệu hồi miễn phí, bạn vào triệu hồi và bạn có lượt hồi miễn phí thì bạn cứ triệu hồi hết nha bạn. Thì các bạn cứ triệu hồi như thế này, triệu hồi chừng nào hết ruộng thôi, tại vì triệu hồi càng nhiều thì sẽ ra được những con tướng mà các bạn ưng ý sẽ càng cao đó bạn. Đây mình còn hơn 100 lượt triệu hồi lận các bạn. Thường thường á thì các bạn nên ưu tiên tướng vàng nha bạn, tướng vàng trở lên. Hiện chút thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xếp đoàn hình. Thôi là 50 này bỏ đi bạn. Bây giờ thì tới phần tướng nha bạn, cái này là ông thủ online nha bạn. Thôi mấy mấy cái này thì các bạn vào game mà bạn nhận nha bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn bạn phần tướng. Phần tướng ở đây á, thì nó sẽ chia ra 6 hệ là yêu ma quỷ quái thần và Phật. Thì ở này thì tùy theo mà các bạn muốn chơi đoạt hình như thế này như thế nào.
Các bạn có thể xem ở những cái này nữa bạn. Xem đây là bản bản hot nữa bạn. Nhưng mà theo mình á thì mình nên ưu tiên là cho những cái túng vàng nha bạn. Thì trước khi mình sẽ xuất cho hướng dẫn cho bạn sẽ được hành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn mạnh hóa nhân vật, mạnh hóa tướng. Thì bạn muốn mạnh hóa tướng nào thì bạn cứ nhấn vào tướng đó. Các bạn có thể trang bị nhanh ở bạn tăng cấp, tăng sao nếu như bạn đủ mạnh, mặc trang phục tiên linh, xem chữ ký để nhận vẹn nha bạn. Các bạn có thể đổi qua ảnh 2D hoặc là 3D. Các bạn có thể xem chiến lược ở đây và có phần đề xuất lập đội nữa bạn, đề xuất trang bị, đề xuất bán. Đây hài thần nha bạn. Ở đây nó cũng sẽ chia ra làm chiến sĩ, pháp sư, thích khách, học trò và chơi lèo. Cái này là pháp sư nha bạn, thì thích hợp ở hàng sau tấn cấp mới bạn. Tới cái phần trang phục thì có một cái phần trang phục thôi, rồi xuống vật. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào cái phần xuất chiến á. Các bạn cũng đừng quên là nhận phần offline nha bạn. Đây là bạn, nó sẽ có cái phần chiến này, tổng cộng là có 6 tướng ra trận nha bạn. Các bạn có thể xem pháp hệ ở đây, như đồ pháp trận yêu giáp thì ra tận hai tướng phe yêu hoặc là phe ma, phe quỷ, phe vái, phe thần, phe phật thì đều sẽ được cộng thêm chỉ số là tấn công hoặc là máu HP các bạn. Và nếu như bạn ra trận 6 phe khác nhau thì sẽ được thêm tấn công và HP nữa. Nên là giờ thì mình sẽ ưu tiên ra những cái con mà nhìn những con tướng vàng của mình nữa bạn. Mình sẽ ưu tiên là ra tướng vàng nha bạn. Và đặc biệt hơn ở cái tựa game này đó bạn, thì nó sẽ cho ra trận là hai tướng cùng thuộc thể loại mà cho ra trận luôn. Thế đây thì mình có bốn tướng ma hả, nên là mình sẽ cho ra ma hết nha bạn. Bốn tướng hệ ma như này bạn, bốn năm tướng hệ ma thì còn một tướng hệ ma nữa thôi là mình sẽ lên được cái phần chỉ số. Nhưng mà mình xem đây mấy tướng vàng á, thì nó không có hệ ma nữa, nên là mình sẽ cho heo căn tướng là yêu nhé bạn. Mặc dù là cẩn con tướng tím á, có hệ ma đây bạn, có mình có tướng tím hệ ma, nhưng mà bạn không nên chọn tướng tím nhé bạn. Tại vì tướng tím thì nó cũng sẽ yếu hơn tướng vàng khá nhiều, mặc dù là nó cùng hệ có thêm chỉ số bích. Nhưng mà đa số những cái tựa game này á thì các bạn nên chọn tướng vàng trở lên thì nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều các bạn. Thì ở trong trận đấu á thì nó sẽ tự động hoàn toàn, các bạn không cần phải làm gì hết á. Còn các bạn xem đây, hệ khắc chế như là yêu khắc ma khắc vái, quái khắc quỷ là và thần thì Phật, hai hệ tương sinh tương khắc với nhau. Tại vì nó không có phần hậu công á bạn, chiến đấu hậu công, nên là cái phần sắp xếp thì nó sẽ nên là phần sắp xếp tướng á, nó sẽ cực kỳ quan trọng á bạn. Ngoài ra bạn cũng đừng quên vào ban nha bạn. Ok, thì đó là hướng dẫn sơ lược chút xíu về tội game này. Thì chúc các bạn chơi game vẻ. Đừng quên like hôm nay bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.